vị và các bạn đã đến với bản tin MGV. Đây là bản tin được phát sóng định kỳ vào ngày đầu tháng tại kênh YouTube MGV. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin chính sẽ có mặt trong bản tin ngày hôm nay. Lãi suất ngân hàng giảm đến cuối năm, người dân chuyển sang đầu tư bất động sản nhiều hơn. Số lượng dự án bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu tăng hơn gấp đôi trong 10 năm từ năm 2010 đến năm 2020. Bimland công bố khu nghỉ dưỡng thương hiệu Sailing Club đầu tiên tại miền Bắc, Sailing Club Signature Hạ Long Bay. Hộ chiếu vaccine thêm một động lực cho bất động sản Phú Quốc. Boutique Hotel, điểm vàng đầu tư trong mùa du lịch hậu Covid-19. Gửi tiết kiệm vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhất. Thế nhưng trong nhiều năm trở lại đây, lãi suất ngân hàng giảm đến mức kỷ lục đã khiến nhiều người có dòng tiền nhàn rỗi, quyết định chuyển sang những hình thức khác. Trong đó, bất động sản là kênh đầu tư được đa số khách hàng lựa chọn vì không những giữ vững được tính an toàn như gửi ngân hàng, mà giá trị có thể tăng nhanh chỉ sau một thời gian ngắn, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát như hiện nay. Theo báo cáo của công ty chứng khoán KB Việt Nam cho thấy, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 năm tại các ngân hàng thương mại ở mức 5,7% trên năm, thấp hơn mặt bằng lãi suất bình quân kỳ hạn 1 năm giai đoạn 2017-2019 trước thời điểm có dịch Covid ở mức 7% một năm. Có thể thấy kênh trú ẩn tốt nhất mà các nhà đầu tư có được vẫn là bất động sản, bất chấp nền kinh tế có bị khủng hoảng do dịch bệnh Covid hay không. Dòng vốn đang đổ vào lĩnh vực này luôn là một hướng đi chưa bao giờ lỗi thời. Bất động sản hàng hiệu Branded Residences là phân khúc được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Những dữ liệu từ các nhà phân tích thị trường cho thấy Việt Nam hiện đang nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu trên thế giới. Đó là minh chứng rõ nét cho việc giới nhà giàu đã bắt đầu thích nghi với dịch bệnh Covid và tìm kiếm cho mình những giải pháp đầu tư kiêm nghỉ dưỡng phù hợp. Theo báo cáo của Savills, kép bất động sản hàng hiệu đã phát triển hơn 60 quốc gia, trong khi đại dịch đã làm chậm lại hầu hết các chuyến du lịch quốc tế đến những quốc gia này. Nhưng nhiều chuyên gia nhận định rằng nhu cầu về bất động sản mang thương hiệu khách sạn thật sự tăng lên, vì giới giàu có không đi du lịch nhiều nữa mà chọn bất động sản hàng hiệu làm nơi nghỉ dưỡng, nên phân khúc này đón nhiều khách hơn bình thường. Vì vậy, có thể nói bất động sản hàng hiệu là phân khúc duy nhất có thể thách thức khủng hoảng kinh tế dù bất kỳ lý do nào, vì nhu cầu của thượng khách là luôn luôn có. Khi nói đến bất động sản hàng hiệu tại Đông Nam Á, không thể thiếu tập đoàn Sailing Club Leisure Group. Tinh thần toát lên từ những dự án nghỉ dưỡng mang thương hiệu Sailing Club, giống như là câu chuyện về hành trình 25 năm hình thành và phát triển của thương hiệu này. Một câu chuyện đầy cảm hứng của những con người đang tạo ra dấu ấn sang trọng mới trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Đến với Việt Nam, Sailing Club Leisure Group đã kiến tạo nên những khu nghỉ dưỡng đầy cá tính tại Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc và sắp tới là thành phố biển Hạ Long. Một câu chuyện đầy cảm hứng của những con người đang tạo ra dấu ấn sang trọng mới trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Sailing Club Signature Resort Hạ Long Bay được phát triển bởi chủ đầu tư Bimland là thành viên của tập đoàn Bim Group cùng với tập đoàn Sailing Club Leisure Group. Khu nghỉ dưỡng nằm trên tổng diện tích gần 5 hectare. Kế cận bến du thuyền Hạ Long Marina, Sailing Club Signature Resort Hạ Long Bay tọa lạc tại phường Hùng Thắng, Hạ Long, kết nối thuận tiện bằng đường cao tốc với Hà Nội và các thành phố miền Bắc. Dự án đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á Sailing Club Leisure Group xuất hiện tại miền Bắc và dự kiến đi vào hoạt động vào quý 4 2023. Phân khu Sailing Club Residences Hạ Long Bay bao gồm bộ sưu tập 105 biệt thự và 47 căn hộ nghỉ dưỡng từ 1 đến 2 phòng ngủ hướng vịnh. Trong đó, 16 biệt thự loại A diện tích từ 254m² có bể bơi riêng, 49 biệt thự loại B diện tích từ 114m², 21 biệt thự loại C diện tích từ 207m² có bể bơi riêng và tầm hầm để xe. Đặc biệt là phiên bản giới hạn 5 biệt thự loại D với 4 phòng ngủ, tầng hầm và bể bơi riêng với tổng diện tích từ 360m² và 14 biệt thự loại E diện tích từ 153m² có tầng hầm. Ông Adam O'Quinn-Riley, trưởng ban quản lý khách sạn và dịch vụ Bimland chia sẻ, đây sẽ là một khu nghỉ dưỡng ghi dấu ấn sâu đậm với các chủ nhân và du khách thông qua ngôn ngữ thiết kế cá tính, đề cao các yếu tố nguyên bản tươi mới và ngập tràn thiên nhiên, cùng bản sắc dịch vụ không thể trộn lẫn của Sailing Club. Sau tất cả, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một khu nghỉ dưỡng độc đáo, dễ dàng cảm nhận nhưng rất khó để lãng quên. Qua những thông tin được chia sẻ, Sailing Club Residences Hạ Long Bay chắc chắn sẽ là điểm sáng trên thị trường bất động sản miền Bắc.
Trong đợt đầu chỉ có 30 căn được giới thiệu, hứa hẹn tạo nên những làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong thị trường bất động sản thương hiệu tại miền Bắc. Nằm trong kế hoạch mở cửa lại thành phố du lịch Phú Quốc sau hơn 3 tháng tập trung phòng chống dịch COVID-19, hiện nay việc thực hiện thí điểm hộ chiếu vaccine cho khách quốc tế đến du lịch tại đảo Ngọc đang được các cơ quan ban ngành chỉ đạo đặc biệt. Nếu thí điểm thành công và an toàn, hộ chiếu vaccine với khách quốc tế thì đó chính là cơ hội để Phú Quốc quay trở lại thế mạnh vốn có của mình để tiếp tục đà tăng trưởng trong tương lai. Tại Việt Nam, dự báo sau khi thí điểm áp dụng hộ chiếu vaccine, Phú Quốc sẽ đón khách du lịch quốc tế, người nước ngoài đến Việt Nam công tác và người Việt hồi hương ngày một tăng. Thay vì cách ly 21 ngày trong phòng, họ có thể tận hưởng kỳ nghỉ với cát trắng, biển xanh và du lịch hạng sang tại các khu nghỉ dưỡng. Có thể thấy rõ những lợi ích thiết thực mà hộ chiếu vaccine mang lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, để sáng kiến này đạt được hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19, đòi hỏi Phú Quốc cần thực thi các giải pháp đi kèm một cách đồng bộ với thái độ thận trọng và quyết tâm ở mức cao nhất. Một khi hoạt động trở lại vào tháng 10, Phú Quốc sẽ tiếp tục là thiên đường của khách du lịch trong nước và quốc tế. Phú Quốc là địa phương áp dụng nền kinh tế đêm đầu tiên tại Việt Nam với quần thể nghỉ dưỡng giải trí không ngủ mang tên Phú Quốc United Center tại Bắc Đảo Ngọc. Tổ hợp khổng lồ này có đầy đủ dịch vụ tổng hợp khép kín chất lượng cao, một mỏ vàng, một điểm sáng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Thành phố không ngủ này là sự kết hợp giữa các hoạt động náo nhiệt về đêm, riêng với chuỗi lễ hội ban ngày bất tận, tạo nên một nền công nghiệp giải trí 24/7 bao gồm 3 sản phẩm chủ lực là shop thương mại, các tòa condotel từ 3 đến 5 sao và gần 200 căn boutique. Đây là một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ liên hoàn, hội tụ tất cả những dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm mà du khách trong và ngoài nước có thể tìm thấy. Từ góc nhìn của thông tin trên cho thấy, Phú Quốc được ví như là con gà đẻ trứng vàng, dành cho các nhà đầu tư sành sỏi, nhưng đâu mới là sản phẩm mang lại lợi nhuận nhanh nhất? Câu trả lời chính là sản phẩm Boutique Hotel với mô hình tổng hợp All-in-One của chủ đầu tư Vingroup. Dự án tọa lạc tại Bắc đảo Phú Quốc được nhiều khách hàng đánh giá là chìa khóa để du khách có được một chuyến du lịch hoàn hảo. Boutique Hotel hiện là điểm vàng đầu tư trong mùa kích cầu du lịch hậu Covid-19 với phong cách thiết kế độc đáo, chuỗi tiện ích 5 sao, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp và chi phí hợp lý. Thêm vào đó là các nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn phong cách thiết kế, tự do áp dụng mô hình kinh doanh để tạo ra nguồn lợi nhuận dồi dào. Boutique Hotel mang đến 3 mô hình đầu tư sinh lời phù hợp với mọi nhu cầu và nhà đầu tư. Thứ nhất là cho thuê. An tâm tuyệt đối khi đầu tư Boutique Hotel và cho một đơn vị vận hành thuê lại, nhà đầu tư có thể thu lời chắc chắn mà không cần tốn công. Thứ hai là thuê đơn vị quản lý. An nhàn, thảnh thơi khi đầu tư Boutique Hotel và thuê một đơn vị quản lý chuyên nghiệp. Thứ ba là trực tiếp vận hành. An tâm đầu tư với Boutique Hotel và xây dựng mô hình kinh doanh vận hành riêng, mang đến nguồn lợi nhuận tốt, đặc biệt là những nhà đầu tư sành sỏi trong lĩnh vực này. Dù là một phân khúc tương đối trẻ trên thị trường, nhưng Boutique Hotel không chỉ hấp dẫn khách du lịch mà còn thu hút cả giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, bởi tiềm năng sinh lời trong tương lai gần và rủi ro gần như bằng không. Chính vì thế mà nhiều chuyên gia đã đưa ra lời khẳng định rằng nếu không đầu tư vào thời điểm vàng như hiện nay thì thời gian tới sẽ rất khó mua vì những lợi ích tương lai mà dự án này mang lại. Trên đây là những điểm nổi bật trong bản tin tháng này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin MGV. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Trân trọng.